Hello cả nhà, bài này mình sẽ chia sẻ về một cái khái niệm ở trên AWS Cloud, đó là khái niệm về VPC. Đây là khái niệm rất là quan trọng và nền tảng nếu mà các bạn muốn đi xa trên khi sử dụng về AWS, thì đây là một kiến thức không thể bỏ qua. Và kiến thức này này rất là quan trọng, nó giống như là một cái umbrella, nó giống như là một cái dù của tất cả các dịch vụ service mà triển khai trên AWS Cloud đều có một chủ chỉ đỏ dân gian đến VPC. Thì VPC là gì? VPC viết tắt của chữ là Virtual Private Cloud, hay là kiểu như là một cái mạng ảo ở trên cloud. Thì đặc điểm của sao là khi mình triển khai một cái vụ cloud, cụ thể là sử dụng EC2 install là một cái máy chủ, thì mình sẽ phải đặt vào trong một cái VPC, một cái mạng riêng nào đấy. Thì cái mạng riêng này á, có một cái đặc thù là nó là isolate, có nghĩa là những cái VPC khác thì những cái VPC triển khai trên cloud, trong thậm chí là cùng một cái tài khoản mặc định, là sẽ là isolated, có nghĩa là bị cô lập nhau, cách biệt nhau. Thì như thế là đã đảm bảo tính an toàn. Tất nhiên sau này chúng ta sẽ có những cái kỹ thuật để kết nối nhiều cái VPC khác nhau, thì mình sẽ đề cập những cái bài khác. Thì mình cũng đã biết là AWS thì có rất nhiều region over trên khắp thế giới, thì hiện tại có 24 region, thì sau này có thể có nhiều hơn nữa. Thì mỗi một region thì chúng ta có thể tạo tối đa là 5 VPC ha. Trong mỗi VPC thì chúng ta có thể tạo rất nhiều block khác nhau. Thì 5 VPC là cái giới hạn mềm, người ta gọi là soft limit của AWS khi tạo VPC. Thì nếu các bạn trong trường hợp các bạn tạo muốn nhiều VPC hơn, thì có rất nhiều cách cách để làm. Thứ nhất là VPC có thể triển khai, các bạn có thể tạo các region khác, ví dụ mỗi region thì được 5 VPC, hoặc là các bạn có thể tạo nhiều tài khoản với nhau, để tạo nhiều tài khoản với tài khoản trong một cái region đấy thì được 5 VPC. Hoặc là cách đơn giản hơn nữa thì các bạn có thể raise những cái request, là gửi những yêu cầu lên đội AWS support, thì yêu cầu họ thêm nhiều VPC hơn. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm mình làm thì rất ít ai mà request nhiều VPC hết, tại vì mỗi VPC như thế thì rất là phức tạp. Thay vì đó, thông thường các bạn sẽ triển khai nhiều tài khoản, dùng những dịch vụ khác để quản trị governance những tài khoản này, nó sẽ hiệu quả hơn. Thì quay về VPC, thì VPC ở đây là khi mà tạo một tài khoản, thì mỗi một region sẽ có một cái VPC mặc định, gọi là VPC default. Thì VPC default nó khác với VPC thông thường, gọi là custom VPC, là VPC cho mình tạo ra. Ví dụ cái đầu tiên là cái mặc định này, rồi từ cái 2, 3, 5 á, là cái mà mình tạo, thì nó sẽ khác biệt. Thứ nhất là cái default này có sẵn Internet Gateway cho các bạn, để có thể các bạn truy xuất Internet, có sẵn router, có sẵn những cái thiết lập về bảo mật là Security Group hay là NACL, để các bạn chỉ cần launch instance thôi sẽ tự động nó sẽ có kết nối Internet luôn. Thì đây là mặc định của VPC. Thì VPC thì khi có thể khởi đầu các bạn phải làm vậy cho dễ, nhưng mà về mặt lâu dài, về mặt triển khai những cái workload mà liên quan đến hệ thống production, liên quan đến hệ thống chạy thật ấy, thì các bạn nên dùng những hệ thống custom VPC, là các bạn tự tạo VPC cho mình. Thì VPC là sẽ là một khái niệm là nằm tròn ở trong AWS một cái region nào đấy. Thì khi khởi tạo một VPC, các bạn phải xác định một cái giải IP để sử dụng trong cái VPC này. Cái giải IP này là gọi là CIDR block, là những cái mà mình lựa chọn. Thì CIDR block mặc định thì sẽ là IP version 4. Bạn có thể optional chuyển sử dụng là IP version 6 cũng được. Thì trong một VPC thì các bạn sẽ có những thành tố chính, giả sử như Internet Gateway để hỗ trợ các bạn có đường truy xuất Internet, router là cái bộ để định tuyến giữa các subnet nhau ở trong một cái VPC ha. Đây là mình có hai cái subnet, thì hai subnet này là nằm gọn trong một VPC. Thì đây là một cái kiến trúc rất là basic, là có một cái plus subnet, có thể các bạn đặt một cái web ở đây, trong này mình có thể đặt một cái DB. Thì hai con này nói chuyện với nhau, con này thì không có kết nối Internet, con này thì có đi Internet thông qua đường Internet Gateway. Thì đây là VPC. Thì sau này các bạn sẽ launch rất là nhiều cái cấu hình, ví dụ như là load balancer này, web server này, app server này, database này, thậm chí là caching thì các bạn cũng có thể launch trong cả VPC nữa. Thì bài này thì mình sẽ chỉ chia sẻ về cái phần VPC thôi ha. Hẹn gặp lại các bạn ở nhiều cái bài chi tiết hơn.